khuyến mãi hè từ 5 đến 15% kèm theo những tặng phẩm như viết, gom, truyện tranh cho học sinh. Đó là không khí mà chúng tôi ghi nhận được tại các nhà sách, cửa hàng sách trên địa bàn thành phố trong dịp hè này. Tại nhà sách Hồng Ân, ngoài việc giảm từ 5 đến 15% các loại sách giáo khoa đồ dùng học tập, thì tất cả sách tham khảo dùng cho các bậc học đều được giảm 30%. Bên cạnh giảm giá khuyến mãi mùa hè, thì hiện nay các nhà sách đều có sự đầu tư với số lượng lớn tập sách giáo khoa, đồ dùng học tập và sách tham khảo dành cho các cấp học để phục vụ tốt cho việc mua sắm tham khảo của học sinh và phụ huynh trong dịp hè. Về giá cả, các loại sách đều không tăng giá so với năm trước, tuy nhiên tập học và giấy các loại lại tăng 10%. Được biết, các nhà sách, cửa hàng sách sẽ thực hiện việc giảm giá khuyến mãi đến hết ngày 5 tháng 9.